quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ngỡ ngàng với cuộc sống hoàn toàn trái ngược của hai sao nhí đình đám một thời, Xuân Mai và Xuân Nghi. Những năm cuối của thập niên 90, Xuân Mai và Xuân Nghi được xem là những hiện tượng nhí nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Chính bởi sự tương đồng về tuổi tác, tài năng nên hai cô bé thường được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Sau hơn 20 năm trôi qua, cả hai đều đã trưởng thành và có hướng rẽ cho riêng mình. Xuân Nghi và Xuân Mai đều là những sao nhí nổi tiếng. Xuân Mai được xem là một thần đồng âm nhạc. Chưa tròn 3 tuổi, cô đã cho ra mắt hàng loạt ca khúc thiếu nhi, trở thành ký ức của bao thế hệ như Con Cọp Bé Bé, Cháu Lên Ba, Cháu Yêu Bà, Cháu Đi Mẫu Giáo, Cả Nhà Thương Nhau. Chưa kể số album của Xuân Mai được bán chạy không kể xiết. Ở thời điểm đó, đi đến đâu cũng nghe mọi người mở nhạc bé Xuân Mai. Xuân Mai từng được xem là thần đồng âm nhạc. Thế nhưng khi vào lớp 1 vì muốn để con chuyên tâm học tập, mẹ Xuân Mai đã cắt bớt những hoạt động nghệ thuật của cô, sau đó cả gia đình nữ ca sĩ chuyển sang Mỹ định cư. Được biết bé Xuân Mai từng đi bán phở, làm nhân viên bán hàng để giúp đỡ gia đình. Sau này cô làm việc tại một ngân hàng ở xứ sở cờ hoa. Vì vẫn có niềm đam mê nghệ thuật nên nữ ca sĩ từng 2 lần trở lại showbiz Việt Nam nhưng đều bị ném đá. Năm 2009, Xuân Mai cho ra mắt ca khúc Nỗi Nhớ Đóng Băng. Tuy nhiên bài hát đạt thành tích cao và được yêu thích rộng rãi, nhưng vẻ ngoài của giọng ca Con Cọp Bé Bé lại bị chê bai. Nhiều khán giả vẫn chưa thể quen với hình ảnh trưởng thành của cô và cho rằng nữ ca sĩ không còn đáng yêu, giọng hát cũng có sự thay đổi. Nữ ca sĩ từng gây nhiều tranh cãi khi ra mắt MV lúc trưởng thành. Năm 2018, Xuân Mai tái xuất màn ảnh với vai diễn trong phim Kali Mùa Hoa Vàng. Lần này nữ ca sĩ lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình tăng cân của mình. Kể từ đó cô dần rời xa làng giải trí và sống khá kín tiếng. Xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Xuân Mai bị vấp phải phản ứng trái chiều. Được biết Xuân Mai kết hôn cùng bạn trai hơn cô 8 tuổi vào năm 2016. Sau đó nữ ca sĩ liên tiếp sinh 3 con trong 3 năm. Thời điểm con đầu lòng chào đời, cô chỉ vừa tròn 20 tuổi. Đến nay Xuân Mai đã là bà mẹ 3 con và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại Mỹ, hoàn toàn rút lui khỏi showbiz. Xuân Mai đã là bà mẹ 3 con. Hình ảnh mới nhất được cô đăng tải trên trang cá nhân. Xuân Nghi cũng là một ca sĩ nhí từng được rất yêu thích tại Việt Nam trong thập niên 90. Cô sang Mỹ du học từ năm 16 tuổi và đã xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Nam California. Năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ tái xuất showbiz. Cô cho ra mắt MV Summer Night với hình ảnh trưởng thành gợi cảm, lột xác khỏi hình tượng sao nhí trước đây. Xuân Nghi ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Xuân Nghi còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình, điển hình như game show, Vàng Bóng Một Thời. Nữ ca sĩ nhận được khá nhiều lời khen ngợi về ngoại hình xinh đẹp. Đông đảo khán giả cho rằng cô đã chạy thì thành công. Xuân Nghi từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng mình lớn như thế nào thì âm nhạc cũng sẽ trưởng thành theo như vậy. Âm nhạc của tôi hiện tại cũng hơi hướng hiện đại, nhưng đó là chất riêng của tôi. Cô tham gia một vài chương trình truyền hình. Xuân Nghi hiện đang là giám đốc và nhà sản xuất âm nhạc của một công ty giải trí. Nữ ca sĩ đã sản xuất thành công những chương trình âm nhạc mang đậm màu sắc riêng như Acoustic Avenue, Season 1 và 2, Home for the Holiday và gần đây nhất là Chạm. Sự thành công của những chương trình trên đã phần nào khẳng định tài năng của Xuân Nghi. Ngoài ra, cô còn tiết lộ sắp tới sẽ quay đến tận 3 MV mới và gửi đến khán giả trong thời gian gần nhất. Xuân Nghi khá thành công trong sự nghiệp. Cuối năm 2020, Xuân Nghi bất ngờ thông báo rằng cô bị nhiễm Covid-19, khiến fan không khỏi xót xa. May mắn thay, nữ ca sĩ đã khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe. Chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng dịch bệnh, cô tâm sự trên trang cá nhân rằng việc bị nhiễm Covid-19 và tự cách ly một mình thật sự buồn lắm chứ, nhưng mà Nghi luôn cố gắng để giữ tinh thần lạc quan và tránh không để tinh thần làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn theo hướng tích cực là khoảng thời gian cách ly, mình có một quỹ thời gian khổng lồ để làm những chuyện mình thích. Xuân Nghi từng bị dương tính với Covid-19 nhưng đã khỏi bệnh.
Về đời tư, cô hiện đang hạnh phúc bên bạn trai lâu năm. Anh chàng này có tên là Kenny Minh Vũ và cũng là người Việt đang định cư tại Mỹ. Gần đây cặp đôi còn ngọt ngào, kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Nữ ca sĩ vừa kỷ niệm 8 năm yêu nhau với bạn trai Việt Kiều. Có thể nói xuất phát điểm đều là những sao nhí đình đám, nhưng cuộc sống hiện tại của Xuân Mai và Xuân Nghi hoàn toàn trái ngược. Nếu như Xuân Mai sống kín tiếng, làm mẹ ba con, thì Xuân Nghi vẫn miệt mài, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.